Xin chào. Hôm nay chúng tôi muốn đưa ra một cái ví dụ về cái độ chính xác của phép đo điện trở liên quan tới phép đo 2 giây, 3 giây và 4 giây. Chúng ta thường có cái thuật ngữ là 4Y measurement hay 3Y measurement, hay là phép đo điện trở 2 giây. Thì thông thường trên cái sơ đồ của chúng ta biết đây là một con điện trở. Chúng ta đo điện trở bằng cái việc là chúng ta cấp một cái dòng đã biết, gọi là dòng Y đã biết, và dòng Y đã biết là cái dòng bằng cái ampere kế như này đi vào. Thì sau đó chúng ta đo ở hai cái đầu của cái con điện trở một hiệu điện thế là V. Thì chúng ta lấy cái V giá trị đo được mà chia cho là Y thì nó ra là R, là giá trị ở điện này. Nhưng thực tế chúng ta thấy rằng là cái R này, kết quả đó từ cái phép đó thì thường nó sự khác biệt với cái giá trị chính xác này. Lý do là khi mà chúng ta đo như này thì hiệu điện thế ở đây ở hai đầu này chính là bằng hiệu điện thế của cái dây nối này, ta gọi là R1 cộng với R này và điện trở của dây nối R2 này. Cho nên chính xác ra V trên cho Y này là bằng R cộng R1 cộng R2. Vậy thì luôn luôn có sự sai số đến từ cái dây nối này. Vậy thì để mà khử cái sự sai số này á, thì mới sinh ra những cái phép đo về 2 giây, 3 giây và 4 giây để người ta tính toán ra được cái phép đo 3 giây thì người ta khử cái người ta bù đắp hay trừ đi cái giá trị đến đó đi. Thì chúng ta sẽ thấy đây, ví dụ là trên tôi đang bố trí là đây là một cái thiết bị mà có thể đo được bằng phương pháp 2 giây, đo bằng 3 giây, ví dụ như đây là 2 giây, 3 giây. Chúng ta sẽ xem này. Đây, nó đang đo điện trở và đo bằng hai cái chân ở giữa này thì đo 2 giây, mà nếu 3 giây á, thì hai chân bên phải này và một chân bên trái. Nếu đo 4 giây thì hai chân bên phải và hai chân bên trái sẽ đo từ cái giá trị điện trở này. Đây là cái con điện trở, hộp điện trở chuẩn mà chúng ta có thể điều chỉnh hộp điện trở chuẩn này sai số tới 0,001 tức là cái độ phân giải của nó bằng việc là chúng ta thay đổi các cái số số trên này. Ví dụ như ở trên cái màn hình mình đang ở có đây á, thiết bị đang là 2,113 ôm. Nếu như mà chúng ta đưa về đây là bây giờ khoảng là 0,1 ôm. Bây giờ chúng ta sẽ thử để cho rõ ràng. Tức là lấy một cái dây đo bên này, que đo bên này, một que đo phía bên này, chúng ta nối với một đầu của cái điện trở, một đầu của điện trở đây, một đầu còn lại ở phía bên này, một đầu còn lại ở phía này, chúng ta nối với một que đo là que đo đỏ. Thì hiện tại cái giá trị mà đo được đang là 1,036 ôm, trong khi đó cái giá trị điện trở mà chúng ta xét á cho con này là chỉ 0,1. Chúng ta thấy có một cái sự sai lệch là 0,1 và 1,044. Thì cái việc sai số này chính là đến từ cái giá trị của các cái dây đo. Vậy thì để khắc phục cái đó, chúng ta sẽ đo bằng phương pháp 3 giây để khử bớt đi. Đây, 3 giây thì tôi lấy thêm một giây ở phía bên phải nữa. Tôi nối vào một đầu, hai đầu. Tôi bắt đầu một đầu thì chúng ta để ý khi tôi bắt đầu nối vào thì cái giá trị điện trở đo được là bây giờ đang là từ 1,04 hay 03 thì khi mà nối bằng 3 giây á thì nó đã nhảy xuống 0,258. Tức bây giờ vẫn còn sai số bởi vì là 0,1 với 0,254 vẫn đang sai số khoảng là 0,150 hay là 156, 0,158 ôm nữa. Như vậy để mà chính xác hơn nữa, tức là chúng ta đã thấy rằng là phép đo 3 giây ấy là chính xác hơn là phép đo 2 giây rồi. Nhưng mà để mà chính xác hơn nữa, chúng ta sử dụng cái que đo còn lại của cái thiết bị mà đo điện trở 4 giây này, ta nối tiếp. Chúng ta để ý khi bắt đầu nối bằng 4 giây thì cái giá trị điện trở đo được này, chúng ta sẽ đó, thì bây giờ nó đã đưa về là 0,092 hay là 0,090 ôm. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng sự sai lệch của nó giờ chỉ còn là 0,008, đúng không? Tức là 0,1 chúng ta cần là đo được là phải là 0,1. Nhưng mà bây giờ đây là 0,009 hay 0,092.
Như vậy là sự sai lệch giữa cái thiết bị đo và cái điểm thời chuẩn nó chỉ còn lại là 0,008 ohm. Và cái việc sai số này nó đến từ sai số cho phép của thiết bị, thiết bị đo và thiết bị điện trở. Bởi vì ví dụ như thiết bị điện trở thì có thể là sai số tới 0,002 và thiết bị này cũng thế, khoảng 2%. Thì chúng ta thấy rằng là đấy là cái sự một ví dụ minh họa về phép đo điện trở là 4 giây, 3 giây và 2 giây. Xin cảm ơn.